Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh yếu tăng cường nên các tỉnh thành miền Bắc có một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong đó mưa lớn tập trung chính tại các tỉnh thành khu vực Trung Du và vùng núi. Bà con cần hết sức đề phòng các nguy cơ cao như dông lốc, gió giật mạnh đi kèm. Đồng thời cũng cần đề phòng các nguy cơ cao như lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng cục bộ. Do có mưa và không khí lạnh nên trong những ngày tới nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc có xu hướng giảm, cao nhất trong ngày trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Những ngày tiếp theo nhiệt độ có xu hướng giảm mỗi ngày khoảng 2 độ về mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Còn về đêm nhiệt độ xuống thấp nhất trong khoảng từ 18 đến 22 độ, ở vùng núi có nơi dưới 17 độ. Với các tỉnh thành khu vực miền Trung, dự báo từ ngày hôm nay ngày 30 tháng 9, không khí lạnh ở phía Bắc bắt đầu dịch chuyển xuống, gây ra mưa nhỏ, mưa rào rải rác cho các tỉnh thành khu vực phía Bắc Trung Bộ và sẽ mở rộng dần xuống các khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày sau đó. Cũng do ảnh hưởng bởi không khí lạnh và mưa nên từ ngày mai, ngày mùng 1, các tỉnh thành khu vực phía Bắc Trung Bộ nhiệt độ có thể giảm khoảng 2 đến 3 độ, trời chuyển mát. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu nên ở cả hai khu vực này ban ngày phổ biến tạnh giáo, ít mưa, trời có nắng. Về chiều tối có mưa rào và dông ở diện rải rác một vài nơi trong thời gian ngắn. Mưa bắt đầu có xu hướng gia tăng từ ngày mai, ngày mùng 1 tháng 10. Mưa thường diễn ra về chiều và chiều tối, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 28 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tin bão. Vào hồi 8 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 122,7 độ kinh Đông trên khu vực eo biển đảo Luzon Philippines và đảo Đài Loan Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và khả năng mạnh lên thành siêu bão. Nếu vượt qua được kinh tuyến 120 độ vĩ Bắc, siêu bão này có thể được công nhận thành cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm nay, năm 2024. Tuy nhiên, kể cả trường hợp được đặt tên là bão số 5 thì cũng nhanh chóng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, đổ bộ vào đảo Đài Loan Trung Quốc, sau đó đi lên vùng biển Hoa Đông. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão nên ở khu vực phía đông khu vực Bắc Biển Đông từ kinh tuyến 117 đến 121,0 độ kinh Đông có gió mạnh dần lên ở mức cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày mùng 1 tháng 10. Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió ở mức cấp 2, cấp 3, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, riêng vùng núi là từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam mạnh cấp 2, gần sáng ngày mai gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rông rải rác. Riêng khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, gió ở mức cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió ở mức cấp 2, cấp 3, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh cấp 2, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh,
nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, ở miền Đông có nơi trên 34 độ.